Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã đến với kênh Vivu TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi trong nước và trên thế giới. Và sau đây mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bộ Chính trị bổ nhiệm tân Bí thư Thành ủy Hà Nội. Kính thưa quý vị, vào hôm ngày 2 tháng 4 năm 2021, nhiều báo chính thống của Việt Nam đồng loạt loan tin ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính, vừa được Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phân công làm tân Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và hôm nay là ngày 3 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, thì ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo truyền thông Việt Nam, thì ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, quê quán ở tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh và cử nhân kinh tế. Trước khi trở thành Bộ trưởng Tài chính của Việt Nam, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Và việc phân công này nhằm thực hiện việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội 13 của Đảng. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Trong quá trình công tác, thì ông Đinh Tiến Dũng từng trải qua các chức vụ như là Phó Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy Công, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng, Kế toán trưởng, Đảng ủy viên Tổng Công ty Thủy Tinh và Gốm Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Ông cũng từng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Và kính thưa quý vị, chúng ta kỳ vọng gì ở tân Bí thư Thành ủy? Vào hôm ngày 2 tháng 4 từ Hà Nội, nhà quan sát thời sự và chính trị Việt Nam tiến sĩ Hà Hồng Ngợp bình luận với chúng tôi rằng ông Vương Đình Huệ được phân công làm Chủ tịch Quốc hội và đã được bầu rồi. Như vậy là nó sẽ trống cái ghế đó và phải có người ngồi vào để làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước đây nghe nói là ứng cử viên vào ghế đó là ông Phạm Bình Minh, nhưng người ta xét đi xét lại thì thấy là ông Phạm Bình Minh chưa bao giờ có kinh nghiệm gì về lãnh đạo một tổ chức đảng ở địa phương cả. Từ nhỏ đến lớn, ngoài công tác bên ngành ngoại giao là chính. Cho nên, đến phút chót, người ta đã chọn ông Đinh Tiến Dũng, bởi vì là ông Đinh Tiến Dũng đã từng làm phó bí thư tỉnh ủy ở mấy địa phương, như là làm bí thư ở Ninh Bình vào năm 2010-2015. Và trước đó là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011. Và ông Đinh Tiến Dũng là một người có hiểu biết rộng về tài chính, về kinh tế. Khi làm lãnh đạo đảng ở mấy địa phương kia, thì ông có rất nhiều kinh nghiệm lãnh đạo cấp tỉnh, các tổ chức đảng lớn ở cấp đó. Thì việc phân công ông Đinh Tiến Dũng về làm Bí thư Hà Nội là rất phù hợp. Và tiến sĩ Hà Hồng Hợp cũng cho rằng, Hà Nội đang có cơ hội tốt khi có hai lãnh đạo cấp bộ được điều về làm lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân từ các ngành như là tài chính và khoa học công nghệ. Ông cũng nêu kỳ vọng của mình về sự chuyển động này. Tôi thấy trước đó có một sai lầm lớn là đưa một người xuất thân là cảnh sát ra làm chủ tịch Hà Nội, mà cuối cùng đã để xảy ra rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật và không hay về mặt phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Thủ đô của một quốc gia không thể là một nơi mà để cho ai quen ra lệnh hoặc là quen nhìn công dân theo hướng tội phạm làm lãnh đạo. Và cũng như không thể làm như thế được. Cho nên, việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam sửa lại bằng cách đưa một người như là ông Chu Ngọc Anh làm quản lý công tác khoa học, công nghệ, kỹ thuật ở tầm quốc gia, tức là một bộ trưởng khoa học và công nghệ, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là một bước đi tương đối phù hợp. Và bây giờ lại đưa một Bộ trưởng Tài chính về làm Bí thư Thành ủy. Sau khi ông ấy đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, thì về thực chất mà nói nên tiếp cận rằng ông Đinh Tiến Dũng là một chính khách cấp cao trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và khả năng sẽ là tốt hơn trước đây cho Hà Nội. Và ông Đinh Tiến Dũng là người năng động và có trình độ, là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm từ cơ sở và đa dạng. Từ cơ sở đó là từ Ninh Bình, từ đó đi luân chuyển lên Điện Biên, rồi quay lại Ninh Bình và đi về Bộ Tài chính. Những mối quan hệ trong nội bộ của ông ấy rất là mạnh, cũng như những mối quan hệ với giới chức ở trong Đảng, trong nhà nước, trong chính phủ, đặc biệt là với các bộ mạnh như là quốc phòng, công an,
nội vụ và sau này khi ông lên làm Bộ trưởng Tài chính thì mối quan hệ này lại càng rộng thêm. Và tôi cũng hy vọng là ông ấy sẽ làm tốt vai trò Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông ấy sẽ có đặc điểm mà tôi nghĩ là rất quan trọng, là ông trưởng thành từ cơ sở đi lên, có kinh nghiệm sâu rộng, đa dạng từ lãnh đạo chính trị cho tới lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội và nhiều mặt khác. Hiện tại thì chúng ta có thể nhìn nhận và hy vọng như thế mà thôi. Còn cụ thể như thế nào thì mọi người hãy chờ thêm một thời gian nữa. Ít nhất là từ 6 tháng nữa thì có thể sẽ biết rõ hơn. Nhưng tôi tin tưởng là như vậy. Ông tiến sĩ Hà Hồng Hợp cũng nói theo trên quan điểm riêng của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, tới lượt ông Vương Đình Huệ tạo thế lực cho ông Đinh Tiến Dũng, kế nhiệm chức bí thư thành ủy của ông Vương Đình Huệ. Theo tin rò rỉ thì từ 3 tuần trước đây thì đó là ông Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đương kim Bộ trưởng Bộ Tài chính như là ông Vương Đình Huệ trước đây. Sự nghiệp ở Trung ương của ông Đinh Tiến Dũng bắt đầu từ năm 2011. Khi đó, ông Dũng được ông Vương Đình Huệ giới thiệu thay mình để làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó thì Quốc hội bỏ phiếu mang tính thủ tục mà thôi. Ông Đinh Tiến Dũng là người đề xuất và được 100% thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 nhất trí cho phép Kiểm toán Nhà nước thành lập cơ quan thanh tra riêng vào ngày 16 tháng 1 năm 2013. Và đến ngày 24 tháng 5 năm 2013, ông Vương Đình Huệ được giới thiệu vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính thay cho ông Vương Đình Huệ. Và đến ngày 24 tháng 5 năm 2013, ông được giới thiệu chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính thay cho ông Vương Đình Huệ trở về bên ông Nguyễn Phú Trọng để nắm chức trưởng ban kinh tế Trung ương. Sau đó thì Quốc hội Việt Nam khóa 13 miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và bầu ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính một cách hình thức. Và đến tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vào sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017, thì ông Đinh Tiến Dũng là Bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, thì ông Đinh Tiến Dũng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Như vậy thì có thể nói là ông Đinh Tiến Dũng từ trong lò Bộ Tài chính mà ra. Cứ mỗi lần ông Vương Đình Huệ nhấc chân di chuyển sang chiếc ghế cao hơn thì ông Đinh Tiến Dũng cứ trám vào chỗ ấy. Điều đó cho thấy rằng giữa ông Vương Đình Huệ và ông Đinh Tiến Dũng đang có mối liên hệ huynh đệ rất là rõ ràng. Ở từng trên thì ông Vương Đình Huệ liên kết với ông Nguyễn Phú Trọng để tạo thành liên minh khá mạnh. Còn đối với bên dưới thì Vương Đình Huệ và Đinh Tiến Dũng có quan hệ mật thiết với nhau, làm sao cho những chiếc ghế mà ông Vương Đình Huệ đi qua không rơi vào tay người khác. Và ông Vương Đình Huệ đang thất thế hơn Phạm Minh Chính là không được thân thiện với Bắc Kinh như là Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, thông qua mối quan hệ tay ba giữa ông Trọng, ông Huệ và ông Dũng cho thấy, ông Vương Đình Huệ cũng có mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh thông qua ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã quá già, rất có thể kiêng ba chân, cần phải có người thay thế. Đấy không ai khác là Vương Đình Huệ. Và kính thưa quý vị, ông Đinh Tiến Dũng là một mảnh ghép hoàn hảo. Làm Tổng Bí thư mà kiểm soát hai thành phố lớn nhất nước thì Tổng Bí thư đó sẽ trên cơ Thủ tướng. Ở nhiệm kỳ 2016 đến 2021, Bí thư thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải là người của Nguyễn Tất Dũng và Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung được cho là người thân với ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, cho đến trước thềm đại hội 13 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa người của mình thay thế hai vị trí nhất và nhì của thành phố, đó là ông Chu Ngọc Anh và Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, việc nâng ông Vương Đình Huệ vào tứ trụ tạo ra lỗ trống cho vị trí Bí thư Hà Nội. Và cuối cùng thì ông Vương Đình Huệ cũng đưa được người thân tín của mình vào đó. Có thể nói là ông Đinh Tiến Dũng là một mảnh ghép hoàn hảo vào liên minh giữa Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ. Kiên trì nguyên tắc đồng thuận và kinh nghiệm công tác đảng với quy định phức tạp giúp cho ông Nguyễn Phú Trọng ở lại cương vị Tổng Bí thư ở khóa 12, cũng như khi vượt qua tiêu chuẩn về tuổi và ở khóa 13 khi vượt qua chướng ngại khó hơn. Quy định trong điều lệ đảng là Tổng Bí thư làm không quá hai nhiệm kỳ. Theo ông Bộc Bạch thì đây là những tình huống phải làm khi đại hội bầu, có thể là như vậy. Và điều quan trọng là ông đã trở thành người có quyền lực nhất trong đảng và nhà nước khi ông kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018.
Ngoài ra thì ông còn là người đứng đầu nhiều tổ chức quan trọng trong Đảng, như là Bí thư Quân ủy Trung ương, Hội đồng Quốc phòng An ninh, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương. Và ông đã có đủ điều kiện về quyền lực để theo đuổi dự định xây dựng thế lực độc tôn, điểm mới trong văn kiện Đại hội 13. Và những sự độc đoán trong công tác cán bộ của Nguyễn Phú Trọng đã làm xáo trộn tổ chức, đang là tác nhân phá vỡ cơ cấu tứ trụ theo truyền thống Bắc Trung Nam, cũng như tạo áp lực lên dân chủ nội bộ Đảng, tạo rào cản đối với sự phân cấp và phân quyền cho địa phương. Kính thưa quý vị, chiếc ghế Bí thư Hà Nội là một chiếc ghế nóng. 5 năm ngồi vào chiếc ghế này sẽ là 5 năm thử thách. Nếu như mà ông Nguyễn Phú Trọng ngồi đến giữa nhiệm kỳ, thì rất có thể ông Vương Đình Huệ sẽ trám vào chỗ của ông Nguyễn Phú Trọng. Và tất nhiên là ông Đinh Tiến Dũng sẽ trám vào chỗ của ông Vương Đình Huệ. Còn nếu như mà ông Nguyễn Phú Trọng ngồi đến hết nhiệm kỳ, thì rất có thể kẻ chiến thắng đó là ông Phạm Minh Chính. Lúc đó thì chính trường của Việt Nam sẽ có nhiều xáo trộn hơn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc những nội dung chính của kênh Vivu TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mời ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để ở phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo của kênh Vivu TV.